hòa hợp âm dương sinh bảo vật, minh việt phong thủy chấn hưng gia. Rồi, xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại đến với bài học thứ 22 của bộ môn kinh dịch. Trong bài học thứ 22 này mình sẽ tiếp tục đưa cho các bạn một cái ví dụ khác về công danh để hướng dẫn tiếp về các bạn cách luận quẻ kinh dịch. Thì vừa qua mình nhận được một số cái phản hồi của một số bạn nói là cái giọng nói của mình nó hơi khó nghe. Vì vậy các bạn cũng thông cảm là giọng nói của mình nó hơi mang tính đặc trưng của địa phương. Vì vậy mình nói hơi khó nghe, do đó từ clip này thì có thể mình sẽ nói chậm hơn. Thì các bạn nghe, nếu như bạn nào nghe mà thấy hơi chậm thì các bạn thông cảm một chút. Bởi vì mình nói chậm hơn để cho những cái bạn mà ở xa hoặc là những cái bạn mà nghe không quen cái giọng nói của mình á, thì các bạn có thể được nghe rõ hơn và dễ hiểu hơn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lấy một cái ví dụ trong cái tài liệu mà mình đã biên soạn và biên tập để hướng dẫn tiếp cho các bạn ha. Cái tài liệu này thì cũng có nhiều bạn đã đặt mua của mình rồi, thì các bạn có thể giờ đến các cái ví dụ trong này để chúng ta học tiếp ha. Cái ví dụ 1 ở phần luận quán lộc. Ví dụ 1 như là ngày kỷ mão. Tháng tuất, năm tuất. Rồi, một người hỏi có lên chức được không? Hỏi lên chức được quẻ thủy địa tỵ biến địa vi khôn, tức là được quẻ tỵ biến khôn. Đương nhiên bước 1 thì chúng ta vẫn tiếp tục lập quẻ ha. Tỵ là thủy địa tỵ. Thủy địa tỵ. Và quẻ biến là thuần khôn. Như vậy chúng ta thấy họ năm khác đúng không? Như vậy là đồng họ năm. Chúng ta án quẻ vào, đây là quẻ thủy địa tỵ, đây là quẻ tỵ biến, là đây là quẻ khôn. Như vậy quẻ chính là tỵ, quẻ biến là khôn. Chúng ta tìm thể ứng. Như vậy thủy địa tỵ đúng không ạ? Thủy địa tỵ, chúng ta tìm thể ứng. Đồng hợp 1, đồng hợp 2, đồng hợp 3, đồng hợp 4, đồng hợp 5, đồng hợp 4, đồng cả ba hào. Như vậy là quẻ thuần khôn đúng không? Đồng cả ba hào là thể hào 3 ứng hào 6. Thể hào 3 ứng hào 6. Đây là quẻ thuần khôn. Thuần khôn thì ngũ hành của nó là thổ. Rồi chúng ta án địa chi vào. Như vậy địa chi thì đây sẽ là mùi, tỵ, mão. Ở đây là khảm đúng không? Khảm là gì? Là trung nam. Trung nam thì bắt đầu bằng dần, dần thì hào 1 là dần thì hào 4 sẽ là thân, tuất và tí. Rồi tiếp tục. Bên này giống nhau, chúng ta không cần an ha, chúng ta chỉ cần an quẻ trên thôi. Mùi tỳ mão thì đây sẽ là sửu, hợi và dậu. Sau khi an địa chi thì chúng ta sẽ an lục thân vào. Lục thân ở đây là ta, lúc này đóng vai trò là thổ. Như vậy đây là mùi là thổ, đúng không? Mùi cũng là thổ. Tỳ là hỏa, mão là mộc, thân là kim, tuất là thổ, tỵ là thủy. Bên này sửu là thổ, hợi là thủy, dậu là kim. Như vậy đấy, thổ gặp thổ thì đây là huynh đệ. Ở đây là hỏa, mình là thổ, đây là hỏa. Như vậy hỏa sinh thổ, tức là nó sinh cho mình. Nó sinh cho mình thì là phù mẫu. Tiếp tục, đây là mộc, đây mình là thổ. Như vậy mộc khắc thổ thì nó khắc mình. Nó khắc mình là quán quỷ. Đây là kim,
đây là thổ, vậy thổ sinh kim, mình sinh cho nó, đúng không? Mình sinh cho nó, mình sinh cho nó thì nó chỉ là tự tôn. Tiếp tục thổ và thổ huynh đệ, thổ và thủy, đúng không? Thổ thủy tức là mình khắc nó, mình khắc nó thì là thế, nó là thế tài. Tương tự đây thổ gặp thổ là huynh đệ, đây thổ gặp thủy, đúng không? Là mình khắc nó, mình khắc nó là thế tài. Rồi đây thổ, đây kim, thổ sinh kim tức là mình sinh cho nó thì nó là tử tôn. Các bạn chưa quen thì chúng ta vẫn là một cái vòng lục thân ở bên cạnh nhỏ nhỏ để chúng ta học ha. Đây là huynh đệ thì sẽ sinh tử tôn thì sẽ sinh thế tài thì sinh quan quỷ, và quan quỷ sinh cho phù mẫu, và phù mẫu lại sinh huynh đệ. Đây là cái vòng tương sinh. Còn cái vòng tương khắc, huynh đệ thì sẽ khắc thế tài thì sẽ khắc phù mẫu sẽ khắc tử tôn sẽ khắc quan quỷ, và quan quỷ thì sẽ khắc huynh đệ. Đấy là cái vòng tương sinh tương khắc của lục thân mà chúng ta chưa quen, chúng ta viết bên cạnh để chúng ta nhìn cho nó dễ. Rồi, như vậy là chúng ta tạm thời ăn xong cái thông tin của cái quẻ này. Thủy địa tỷ biến thành địa vi khôn, tức là quẻ tỷ biến quẻ khôn. Mọi người sẽ thấy rằng là gì? Thông thường là có nhiều thầy hoặc là nhiều bạn nóng vội quá, khi mà gặp quẻ lục xung, quẻ khôn, quẻ biến là gặp quẻ lục xung, nó đoán là không được. Không hẳn là như vậy. Chúng ta phải cụ thể, chúng ta đi sâu vào cái suy vượng của dùng thân, cũng như cả cái hao đồng nó tương tác như thế nào với dùng thân. Đúng không? Còn hỏi cho mình thì đương nhiên phải có xem hậu thế được, đúng không? Thì lúc đó mình mới có thể đoán định được cái sự cả thông được hay không được. Chứ chúng ta đừng có thấy rằng là cứ quẻ lục xung là xấu, chứ hẳn là như vậy. Quẻ lục xung cũng chỉ là một trong nhiều yếu tố mà thôi, chứ nó không phải là một cái yếu tố quyết định. Vì vậy khi mà nhìn thấy quẻ, đừng có thấy quẻ lục xung mà các bạn đoán cái chuyện tốt, mà thấy quẻ lục xung là nói là bị xung tán đi là xấu, thì cái điều đó là không đúng, đúng không? Nhưng mà cái quẻ này mình nhìn vào mình sẽ thấy ra nó sẽ là ứng quẻ. Bởi vì sao? Bởi vì nó ra quẻ tỷ này, đúng không? Quẻ tỷ có ý nghĩa là người đứng đầu, và người mà gọi là đứng đầu hoặc là người mà chức cao vòng trọng thì là thường là ăn vào cái quẻ tỷ. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là người ta hỏi lên chức, đúng không? Lên chức thì là phải người đứng đầu hoặc là một nhóm nào đó, đúng không? Hoặc là một công ty, hoặc là một nhóm, hoặc là một phòng, thì nó sẽ ứng với cái quẻ tỷ này, nó là ứng. Cho nên mình nhìn vào quẻ là mình thấy quẻ này là ứng rồi đó. Rồi, như vậy là bước 1, đến giờ đến bước 2. Đúng không? Bước 2 thì chúng ta sẽ xác định dung thân. Như vậy xác định dung thân thì ở đây hỏi liên chức. Liên chức thì sẽ liên quan đến công danh. Cho nên cái hào dung thân của nó sẽ là hào quan quỷ. Hỏi lên chức cho nên lấy hào quán quỷ làm dùng thần. Thì ở đây mình thêm quán quỷ ở đây là hào gì? Như vậy quán quỷ ở đây là mão mộc, đúng không? Cho nên là chọn hào mão mộc quán quỷ mão làm dùng thần. Tiếp bước thứ 2, bước thứ 3, bước thứ ba thì chúng ta xác định hao thế và mối tương quan giữa hao thế và dùng thân. Đấy à, thì hao thế của chúng ta lúc này là gì? Nằm tại hao mão luôn, đúng không? Như vậy hao thế nằm tại quan quỷ, hao thế nằm tại cái lục thân nào thì gọi là lục thân đó tri thế. Như vậy hao thế nằm tại quan quỷ thì mình gọi là quan quỷ tri thế, đúng không ạ? Quan quỷ tri thế đó là tường tốt đẹp, đúng không? Tức là quán quỷ tri thể, tức là thể năm tài dùng thân luôn, là cái tường tốt đẹp với cái tường xấu. Mọi người lưu ý cái bước này, cái bước mà tường tốt đẹp và tường xấu này nó không phải là nó được hay nó không được, mà nó chỉ mang cái ý nghĩa là gì, nó sẽ dễ đạt được hay là khó đạt được. Đó. Ví dụ như là quán quỷ tri thế ở đây là nó nằm ở mà mộc luôn, có nghĩa là có thể mình sẽ dễ đạt được cái chuyện đó,
còn đạt được hay không là mình vẫn tiếp tục đi các bước tiếp theo. Cho nên cái bước tốt hay xấu ở đây là mọi người cần phải có một cái suy nghĩ nó thoáng hơn một chút xíu. Tức là mình phải hiểu được rằng là xấu hay đẹp ở đây không có nghĩa là được hay không được, mà xấu đẹp ở đây có nghĩa là dễ đạt được hoặc là khó đạt được. Còn không đạt được thì sẽ có những cái trường hợp khác cụ thể đi vào nữa để mình mới quyết định được. Còn hiện tại bước này chúng ta chưa nên quyết định vội. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các cái bước mà mình hướng dẫn cho mọi người giải quẻ thì thông thường khi mà vào quả cái quẻ cụ thể thì chúng ta sẽ có sự thêm hoặc là lược bớt một số cái bước không cần thiết hoặc là thêm một số bước cần thiết, thì đó là phải vào những cái vấn đề riêng và từng cái quẻ riêng biệt. Còn ở đây mình đưa các bạn đến cái bước giải quẻ, đó là những cái bước chung. Còn nếu như ví dụ như khi mà chúng ta xem mà chúng ta không hỏi cho mình, đúng không, mà ví dụ như chúng ta hỏi cho người khác thì lúc đó chúng ta lại không cần xác định hao thế nữa. Chúng ta lại không cần xác định sao từ cái hao thế nó suy vượng như thế nào nữa. Đó là điều đó không cần, không quá quan trọng nữa, không còn quan trọng nữa, chúng ta có thể bỏ qua luôn. Nhưng mà mình vẫn đưa những cái bước đó vào bởi vì mình đang tính theo một cái quy luật gọi là chung nhất, theo những cái gì được gọi là chung nhất. Còn những trường hợp cụ thể, những trường hợp riêng biệt thì khi vào các cái quẻ thì mình sẽ hướng dẫn tiếp. Cho nên các bạn xem cái clip là hướng dẫn cách giải quẻ, hướng dẫn cái phương pháp giải quẻ clip 39 đó, thì các bạn khoan vội, quý chục khoan vội, có một cái mình gọi là đánh giá rằng là ok, là đưa những cái bước đó sẽ có những cái điều nó bất hợp lý, thì các bạn khoan là đánh giá vội, các bạn cứ theo những cái tiến trình như mình hướng dẫn thì các bạn từ các bạn sẽ nắm được hết. Chúng ta đến đoạn nào chúng ta nên lược bỏ, đến đoạn nào chúng ta nên thêm bớt thì tất cả đều sẽ có, mình sẽ hướng dẫn. Cho nên các bạn cứ yên tâm ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái clip của mình nhá, là nó đi theo cái tinh từ là từ cơ bản đến nâng cao, từ những người mà chưa biết gì cũng có thể tiếp nhận được, và chúng ta đi từ từ. Cho nên là những cái bạn mà chúng ta đã có cái kiến thức về kinh dịch, và thậm chí những bạn có kiến thức cao về kinh dịch hoặc là giỏi về kinh dịch, thì các bạn cũng có một cái nhìn nó thoáng hơn, nó thoáng hơn cho mình, bởi vì mình đang dạy cho những người đi từ cơ bản đến nâng cao, đúng không, chứ không phải là dạy cho những người mà nâng cao đã biết rồi. Bởi vì nếu như dạy cho những người mà nâng cao đã biết rồi thì cái cách dạy của mình nó khác, và cả cái quẻ của mình sẽ đi sâu, mình sẽ đi chi tiết hơn và khai thác những cái khía cạnh khác. Còn ở đây với mong muốn rằng là phổ cập cái bộ môn này ra cho nhiều người biết, mà nhiều người thì đa phần là người ta chưa biết gì về bộ môn kinh dịch này, người ta mới tiếp xúc lần đầu, thì mình phải đi từng bước một, đúng không, chúng ta không thể đi quá nhanh được và chúng ta cũng không thể đột chạy giai đoạn được. Cho nên là đối với những cái bạn mà chúng ta đã có cái thời gian nghiên cứu nhiều về cái bộ môn kinh dịch này, thì các bạn hy vọng là các bạn có những lời góp ý mang tính xây dựng thêm và có cái nhìn nó tương đối nó thoáng hơn và nó khách quan hơn cho những cái bạn mà chúng ta mới bắt đầu cái việc mà học cái bộ môn này. Bây giờ chúng ta đi tiếp. Như vậy nhắc lại ở đây là quán quỷ tri thế, tức là dùng thân của mình là quán quỷ mà được tri thể luôn, thì đó là tướng tốt đẹp. Tốt đẹp ở đây nhắc lại có nghĩa là dễ đạt được cái chuyện đó, chứ không phải là sẽ đạt được cái chuyện đó hay là chắc chắn đạt được cái chuyện đó ha. Rồi tiếp tục bước thứ tư. Bước thứ tư của mình là gì ạ? Bước thứ tư thì có phải là xác định cái suy vượng của hao thế không ạ? Hay là suy vượng của dùng thân, tức là cái nào được cũng được ha. Tiếp tục mình dùng thân trước đây ha. Ở đây là dùng thân chúng ta xem ở đây dùng thân là màu mộc, đúng không ạ? Dùng thân là màu thì bắt đầu chúng ta so với năm, xong so với tháng, xong rồi so với ngày. Thì đầu tiên là chúng ta thấy so với năm, ở đây là năm tuất, đây là hào mạo. Như vậy năm tuất và hào mạo không phải tuổi phá, cũng không phải là thái tuế, đúng không? Đây là hào mạo thì nó chỉ gặp thái tuế khi mà đây là năm mạo, hoặc nó gặp tuổi phá khi đây là năm dậu. Còn ở đây là năm tuất, cho nên là nó không gặp thái tuế, cũng không gặp. We'll be right back.
3, cho nên là cái bước so sánh với 5 không cần thiết, có thể bỏ qua. Tiếp theo là so sánh, chúng ta so sánh với tháng. Như vậy hào màu so với tháng tuất, đúng không ạ? Màu so với tháng tuất thì như bữa trước mình đã nói rồi, đầu tiên là chúng ta xem thử có bị mồ không. À thì đương nhiên là trong này là không bị mồ. À cái quẻ này mình, mấy cái ví dụ này mình đã tránh cái trường hợp nhập mồ đi, à, để cho các bạn không phải so sánh về nhập mồ. Còn sau khi mà các bạn mà học cái vòng trường sinh rồi thì lúc đó mình sẽ không hạn chế các cái ví dụ nữa, để cho các bạn quay lại các bạn tính xem thử có nhập mồ hay không ha. Thì đương nhiên hào này với tháng tuất, hào màu với tháng tuất là không có nhập mồ. Rồi lúc đó mình mới tiếp tục tính thêm nó có bị nhì hợp, tam hợp gì không. À, như vậy hào màu ở đây chúng ta sẽ thấy là không có tam hợp, đúng không? Không có tam hợp với đủ tam hợp. Như vậy tiếp tục là chúng ta sẽ so với nhì hợp, màu với tuất có nhì hợp hay không. Rồi, như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng là màu với tuất có nhì hợp, tuất và màu là nhì hợp, đúng không? Như vậy chúng ta thấy đang so với tháng này là màu nhì hợp với tuất, với tháng tuất. Như vậy là vượng. Rồi, tiếp tục màu so với ngày. À, như vậy chúng ta sẽ thấy màu này, hào này là hào màu, ngày này là ngày màu. Khi mà một cái địa chi mà trùng với địa chi của ngày thì người ta gọi là lâm nhật kiến. À, cái này được gọi là lâm nhật kiến. Bây giờ ví dụ như hào màu trong ngày màu được gọi là lâm nhật kiến, hoặc là nhật lành, đúng không? Hoặc là hào thân, ví dụ hào thân mà giao trong ngày thân thì hào thân này được gọi là lâm nhật kiến, hoặc là hào mùi mà giao trong ngày mùi. À, thì chúng ta hào mùi này được gọi là lâm nhật kiến. Ở đây hào màu trong ngày màu được gọi là lâm nhật kiến, đúng không? Còn trường hợp ví dụ như đây là không phải là ngày màu, mà ví dụ đây là tháng màu, mà đây là hào màu, thì hào màu lúc này được gọi là lâm nguyệt kiến. Nguyệt tức là tháng, đúng không? Lâm nguyệt kiến hoặc là lâm nguyệt lành, tức là cái địa chi của cái hào này này mà trùng với địa chi của tháng thì gọi là lâm nguyệt kiến hoặc là nguyệt lành. Còn cái địa chi của cái hào mà trùng với địa chi của ngày thì người ta gọi là lâm nhật kiến hay là lâm nhật lành. Thì trong trường hợp lâm nguyệt kiến hay là lâm nguyệt nhật kiến thì đều được xem là rất vượng, à, đều được xem là vượng. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng hào màu lâm nhật kiến cho nên là vượng. Như vậy từ cái bước này chúng ta sẽ thấy rằng là cái hào dùng thân này, hào dùng thân mà so với ngày và tháng thì là đều vượng không ạ? Đây là đều được xem là rất vượng. Rồi, nó vượng trong tháng, rồi nó lại được nhật kiến nữa, cho nên nó rất là vượng. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là nó lâm nhật kiến và được tháng phò trợ, cho nên rất vượng. Đó là bước thứ tư đến bước thứ năm. Bước thứ năm thì chúng ta sẽ xác định xem thử cái hào đồng năm chỗ nào. Đó, xác định hào thể được, đúng không? Ở đây là hào dùng thân rồi, dùng thân so với ấy rồi, tiếp tục là bước thứ năm là hào thể. Hào thể, đúng không? Trong tháng và ngày. Như vậy hào thể ở đây cũng là chính là nó luôn rồi, đúng không? Lúc này mình thấy dùng thân là màu, đây hào thể cũng chính là màu, là quán quỷ tri thể luôn, cho nên là hào dùng thân là trong tháng và ngày được vượng thì đương nhiên hào thể cũng như hào dùng thân. À, cho nên là trong cái trường hợp này chúng ta sẽ thấy rằng là hào màu cũng rất vượng, thể cũng rất vượng. Chúng ta có thể mở ngoặc ở đây là quán quỷ tri thể, à, tức là dùng thân tri thể, dùng thân vượng mới thể vượng. Rồi tiếp tục đến bước thứ 6. Bước thứ 6 thì chúng ta sẽ, đó rồi, bước thứ 6 đúng rồi, chúng ta sẽ xác định hào đồng, hào đồng và mối tương quan giữa hào đồng với dùng thân. Như vậy hào đồng ở đây đâu? Hào đồng ở đây chính là hào tuất,
thì chúng ta xem từ cái hao tuất này đồng, đầu tiên là đồng nó tác động như thế nào đối với dung thân, cái thứ hai nữa cái hao này có lực hay không, tất cả những điều đó đều quan trọng hết nha các bạn. Đầu tiên là chúng ta xem thử hao đồng này nó có tác động đến dung thân hay không. Như vậy đầu tiên là chúng ta thấy rằng hao tuất đồng, dung thân của chúng ta là mạo. Và tuất với mạo thì như thế nào với nhau? Ở đây chúng ta lại tiếp tục, mọi người sẽ tránh cái sai lầm là gì? Là chúng ta sẽ thấy mạo là mộc, rồi tuất ở đây là thổ, là mộc khắc thổ, tức là tá khắc hao đồng, cái đó không có đúng ha. Mọi người cần phải lưu ý xét cái tám hợp nhị hợp của nó đầu tiên. Xem từ cái hao đồng này nó có thành tám hợp cục hay không. Rồi không tám hợp cục thì xem từ hao đồng này nó có nhị hợp với dung thân hay không. Thì lúc đó mình để xét đến cái ngũ hành sinh khắc. Đúng không? Chúng ta đừng có sống vào ngũ hành sinh khắc sớm. Cùng giống như là trong què, đừng có sống vào cái què lục xung này sớm. Đúng không? Sống vào sớm quá thương là gì, bị sai lầm. Rồi, bây giờ quay lại. Ở đây chúng ta thấy hao tuất đồng thì sẽ nhị hợp với mạo, đúng không? Tuất và mạo là nhị hợp, cho nên hao tuất này đồng thì nó sẽ dìu hao mạo này lên. Ví dụ như hao mạo này bình thường nó chưa được vượng đi, thì hao tuất đồng nó có thể dìu hao mạo lên, làm cho hao mạo vượng lên. Cái này là điều lưu ý cho các bạn nhé. Như vậy là hao tuất đồng là hao tuất đồng nhị hợp với mạo, nhị hợp với dung thân là mạo. Đấy. Tiếp tục nữa, bây giờ nhị hợp thì là tốt rồi, nó nhiều lên được rồi, nhưng mà quan trọng là cái hao đồng này nó có lực hay không. Thì lúc đó nó mới nhiều được, còn nó không có lực thì làm sao mà nó nhiều được. Cho nên chúng ta xem thử nó có nhiều được hay không. Vậy chúng ta sẽ thấy được rằng là cái hao đồng này trong tháng tuất này, đúng không? Trong ngày mào, xem nó có lực hay không, nó tốt hay không, và nó hóa cái gì. Nó hóa sau này là hóa này có lực hay không, thì chúng ta thấy hóa hơi ở đây, tức là đây là huynh đề, đây là thế tài, mình khắc nó nên không sao. Ở đây tiếp tục chúng ta sẽ thấy rằng là hao tuất trong tháng tuất vượng không. Như vậy hao đồng này, hao đồng chúng ta thấy là hao tuất trong tháng tuất. Thì hao tuất trong tháng tuất có phải địa chỉ của hao trung với địa chỉ của tháng không? Cái này được gọi là lấm nguyệt lệnh hay là lấm nguyệt kiến. Như vậy là lấm nguyệt kiến, cho nên vượng. Rồi tiếp, hao tuất trong ngày mào, đúng không? Thì chúng ta tiếp tục, chúng ta xem được nhập mồ hay không. Không nhập mồ, đúng không? Tiếp tục xem có tám hợp không, có thấy tám hợp, có nhị hợp. Như vậy tuất với mào chúng ta sẽ thấy nhị hợp. Như vậy là hao tuất nhị hợp với ngày mạo, với ngày mạo, như vậy là được vượng. Như vậy tóm lại là hao đồng tuất này nó hóa ở đây là hóa hơi thủy này, cho nên nó không có mất lực này, mà nó rất là vượng. Trong tháng tuất vượng, trong ngày mạo vượng, cho nên là cái hao tuất này là cái hao rất vượng. Do đó khi mà hao tuất này rất vượng, cho nên nó sẽ phò trợ cái hao mạo này, bởi vì nó là nhị hợp với bám, nó là nhị hợp với dung thân, cho nên hao mạo sẽ được sự phò trợ của hao tuất rất là mạnh. Qua đây chúng ta sẽ thấy được rằng bước 7 chúng ta sẽ có sự kết luận. Được chưa? Thì chúng ta thấy này, sự kết luận của chúng ta là gì? Bản thân cái này bước 3 tốt, đúng không? Bước 4 tốt, bước 5 tốt, bước 6 tốt. Như vậy tóm lại là gì? Bản thân của cái hào mào này vốn nó đã vượng rồi, nó lại được cái hao tuất này bổ trợ nữa, phò trợ cho thêm nữa, nên nó rất là vượng, cho nên chúng ta kết luận là nó sẽ
lên chức. Đúng không? Sẽ kết luận là lên chức. Và thường mà quẻ tỳ này, quẻ tỳ và dùng thân vượng như thế này, thể vượng như thế này là lên chức, này là lên chức cao đó. Chứ không phải là chức thấp đâu. À. Rồi, bước thứ 8. Đó là ứng kỳ. Là khi nào lên chức. Rồi, khi nào lên chức thì chúng ta sẽ thấy được là ở đây. Thứ nhất là dùng thần là hào mạo. Thứ hai chúng ta sẽ thấy đó là có cái hào đồng này phò trợ. Đúng không? Hào đồng tuất này nó phò trợ cho cái hào mạo này. Cho nên là cái thời điểm mà ứng với lên chức nó sẽ liên quan đến hai cái hào này. Một là hào mạo, hai là hào tuất. Đúng không? Thì hào mạo với hào tuất thì chúng ta lại giờ đến cái chương ứng kỳ. Giờ đến cái chương ứng kỳ trong cái tài liệu này, chúng ta đọc. Ứng kỳ để xem ứng kỳ đang bao nhiêu. Ứng kỳ trang 76 á, các bạn giờ đến trang 76. Rồi, trang 76 trong đó có nói là gì? Tình thì gặp trực, gặp xung. Và đồng thì gặp trì, gặp hợp, tức là mục 1 và mục 2 đó. Đối với dùng thân này này. Đối với dùng thân này là gì? Ý là gì? Trình, tình thì gặp trì, gặp xúc. Tình tức là hào không đồng thì được gọi là hào tình. Từ đây rõ ràng mình sẽ thấy rằng là gì? Hào màu ở đây là gì? Không có đồng, nó là hào tình. Tình gặp trì, gặp xung. Gặp trì là gặp chính nó. À, gặp trì, trì là chính nó. Gặp xung, xung là xung với nó. Tức là gặp trì là chính nó, có nghĩa là gặp màu luôn. Có nghĩa là gặp tháng màu hoặc là năm màu. Như vậy gặp trì chính nó này. Chính nó tức là sẽ gặp là vào tháng màu hoặc là năm màu. Đương nhiên vượng như thế này nó sẽ tới nhanh thôi. À, cho nên là trong vượng như thế này là tới nhanh. Cho nên là chúng ta sẽ chọn tháng màu của năm sau. Tiếp tục gặp xung, xung với màu chính là dầu, có nghĩa là tháng dầu hoặc là năm dầu. Thì lần này chúng ta bỏ bởi vì hào này rất là vượng, cho nên là cái việc lên chức này nó sẽ đến nhanh. Cho nên tháng dầu ở đây là tháng tuất rồi. Đó, tháng tuất mà vòng đến tháng dầu là còn đến gần một năm sau. Còn năm dầu rồi thì quá xa, ở đây năm tuất mà năm dầu thì đến 11 năm sau. 11 năm sau mới tới, còn đây là tháng tuất mà đến đời đến tháng dầu năm sau thì cũng phải 11 tháng nữa mới tới. Cho nên là chúng ta có thể bỏ qua ở đây là chúng ta sẽ chọn là tháng mão năm sau. Đây là trường hợp căn cứ vào dùng thân. Tiếp tục căn cứ vào hào đồng. Vì hào đồng ở đây là có sự phò trợ cho dùng thân. Cho nên là chúng ta có thể căn cứ vào hào đồng để xác định cái ứng kỳ. Ở đây hào đồng thì chúng ta sẽ thấy là hào này là hào tuất. Mà xem cái mục thứ hai của ứng kỳ thì chúng ta thấy rằng đồng thì gặp trì gặp hợp. Đồng thì gặp trì hoặc là gặp hợp. Trì ở đây là chính nó. Hợp ở đây là gì hợp. Như vậy trì chính nó, cho nên là hào tuất thì gặp chính nó thì sẽ gặp tháng tuất hoặc là năm tuất. Rồi gặp nhì hợp thì nhì hợp với tuất cũng chính là mão. À, nhì hợp với tuất chính là mão, cho nên là tháng mão hoặc là năm mão. Đó. Như vậy nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là sẽ lên chức trong tháng tuất. Hai là sẽ lên chức trong tháng mão năm sau. Thì ở đây chúng ta lưu ý rằng là gì? Ở đây có cái tháng năm tuất đây luôn này. À, cái thứ nhất là năm tuất thì nó là cái này nó lẫn thái tuế này. Được chưa ạ? Cho nên là nó sẽ ứng kỳ luôn trong cái tháng tuất này. Chứ không đợi đến tháng mão năm sau nữa. Cái thứ nhất là hào mạo ở đây rất là vượng. Rất là vượng thì sự việc nó sẽ tới rất là nhanh.
Và cái thứ hai nữa, cái hào tuất này nó lâm thái tuế luôn trong cái năm tuất này luôn, cho nên cái ứng kỳ này nó sẽ xảy ra trong ngay cái tháng tuất này luôn. Tức là họ đang hỏi ở tháng tuất này thì trong tháng tuất này là họ được lên chức luôn, không cần đợi đến tháng 3 năm sau. Và cái chức họ lên là thậm chí là một chức cao luôn đấy. Đấy à, như vậy đó là 8 cái bước để giải một cái quẻ này. Đến cái bước thứ 9. Bước thứ 9 thì đương nhiên các cái thông tin bổ trợ. Thông tin bổ trợ thì đi chuyên sâu hơn, chúng ta sẽ khai thác thêm nhiều hơn. Còn ở đây các cái thông tin bổ trợ là chúng ta có thể nói thêm sơ bộ, là ví dụ như là cái chức này là chức này cao chứ không phải là thấp, và cái sự bổ trợ này là do người khác đề xuất hỗ trợ thêm, được người khác tín nhiệm, được đồng nghiệp tín nhiệm đề xuất bổ trợ, chứ không bản thân người này cũng là một người có năng lực, được người khác tin tưởng bổ trợ thêm, tức là có thể tin tưởng hỗ trợ thêm cho cái việc thăng chức này, và cái chức này nó cũng lớn. Đó là một số cái thông tin nhỏ để chúng ta bổ trợ thêm về cái quẻ này. Còn đương nhiên những cái thông tin chi tiết khác thì chúng ta mới làm quen, chúng ta đi từng bước từ từ, chúng ta không có vội vàng ha. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn thêm một cái quẻ về luận về công danh. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.